Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình dự chúc mừng các trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, câu chuyện về những giáo viên đặc biệt. Nhiều thanh niên ở huyện Kiến Sương viết đơn tình nguyện nhập ngũ với quyết tâm cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở đầu chương trình thời sự tối nay là phản ánh về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Trung học phổ thông Thái Ninh, huyện Thái Thụy tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Thái Ninh luôn đồng hành và có những đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Từ ngôi trường phổ thông cấp 3 Thái Ninh với 4 lớp học và 200 học sinh, đến nay Trường Trung học phổ thông Thái Ninh đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang, quy mô trường lớp được củng cố và phát triển với 30 lớp học, 85 cán bộ giáo viên với hơn 1.500 học sinh. Đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình tâm huyết với nghề, luôn đoàn kết thống nhất, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là những tấm gương tự học, tự nghiên cứu, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Thái Ninh và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh Trường Trung học phổ thông Thái Ninh. Phát biểu chung vui với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Thái Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Trường Trung học phổ thông trong 60 năm qua. Đồng chí đề nghị Trường Trung học phổ thông Thái Ninh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các thầy giáo cô giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Học sinh phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khắc phục khó khăn, phấn đấu nỗ lực để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong học tập, trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của nhà trường. Cũng trong sáng nay, Trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà, huyện Hưng Hà tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng trường không ngừng phát triển về mọi mặt, là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình. Từ mái trường này, nhiều thế hệ giáo viên học sinh đã trưởng thành đi khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài để học tập, lao động, công tác. Nhiều người có học hàm học vị cao, giữ cương vị lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Nhiều người đã trở thành những doanh nhân, nhà quản lý giỏi, cán bộ khoa học tài năng, thầy thuốc ưu tú, sĩ quan, tướng lĩnh và anh hùng trong các lực lượng vũ trang. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường từng bước được nâng cao, luôn đứng ở top đầu khối trường trung học phổ thông trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng biểu dương đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh và huyện tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Nhà trường cần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các thế hệ học sinh được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ cắt băng khánh thành công trình nhà đa năng của Trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà. Tại huyện Quỳnh Phụ, cũng trong sáng nay, Trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 1 tháng 9 năm 1962, trường phổ thông cấp 3 Quỳnh Côi, nay là trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi, chính thức được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo khoảng 28.600 học sinh tốt nghiệp ra trường. Nhiều năm trường được xếp vào top 200 trường có tỷ lệ học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi. Nhiều thế hệ học sinh đã và đang công tác ở mọi miền Tổ quốc, thành đạt trên nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, nâng cao tính sáng tạo của học sinh, đặc biệt tăng cường dạy học môn ngoại ngữ, công nghệ thông tin giúp các em trong quá trình học tập và công tác về sau. Đồng chí cũng đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay. Các em học sinh nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như trong các kỳ thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã về chúc mừng cán bộ giáo viên trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích rất đáng tự hào mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học qua. Đồng chí cũng biểu dương cấp ủy chính quyền từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân địa phương đã quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn là tấm gương sáng về đạo đức tự học sáng tạo cho các em học sinh noi theo. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và cờ thi đua cho trường mầm non Quỳnh Hoàng. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chúc mừng tập thể cán bộ giảng viên Trường Đại học Thái Bình. Năm học vừa qua, Trường Đại học Thái Bình có trên 2.400 sinh viên. Tỷ lệ học sinh đạt kết quả xuất sắc 5,45%, đạt học sinh giỏi 19,24%. Bên cạnh đó, việc tuyển sinh, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số luôn được nhà trường quan tâm. Đến nay, kết quả tuyển sinh hệ chính quy bậc đại học của trường đạt 78,45%. Nhà trường đã tích cực làm việc với công ty hợp tác nước ngoài để đưa sinh viên đi học tập làm việc. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể cán bộ giáo viên Trường Đại học Thái Bình trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ giảng viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp đáp ứng với yêu cầu phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nghề dạy học là nghề cao quý, luôn được xã hội trân trọng. Ý thức được điều ấy, đội ngũ nhà giáo của trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Phúc, huyện Thái Thụy luôn không ngừng rèn luyện năng lực, nâng cao trình độ, tận tâm vì học sinh thân yêu. 3 tuổi, em nhỏ này vẫn chưa biết nói. Khả năng nhận thức của em cũng chậm hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Sau hơn 3 tháng can thiệp tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập, em đã có tiến bộ rõ rệt. Tháng nào cũng thấy có cái tiến bộ của tháng đấy. Trước đây cháu không nói được những cái từ gì. Nhưng đến bây giờ thì cháu nói, ví dụ như là con chào bà, thì là cháu nói được. Gia đình ông bà, bố mẹ cháu thì thấy cháu phát triển, thì cũng thấy là mừng rỡ. Ở độ tuổi mà nhiều đứa trẻ khác đã xíu xít gọi cha, gọi mẹ, tự làm được nhiều việc trong sinh hoạt cá nhân, thì những em bé này vẫn chưa thể giao tiếp, chưa biết cả những kỹ năng đơn giản như cài một chiếc cúc áo, phân biệt màu sắc hay thậm chí chỉ là bước đi đúng hướng. Các em đều mắc tâm bệnh, là những hội chứng, những căn bệnh như đau, tăng động giảm chú ý, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Với những trẻ bình thường, ví dụ như là 3 tuổi, thì các cháu đã có thể nhận biết được người thân trong gia đình, nhận biết được bạn bè hoặc cô giáo. Nhưng mà những trẻ ở đây thì là các cháu thậm chí là không biết bản thân mình tên là gì, không biết là bố mẹ mình, người thân trong gia đình mình là những người như thế nào. Có rất nhiều các bạn gặp rối loạn cảm xúc, các con cũng làm đau các cô, có thể là cắn các cô hoặc là cắn các bạn. Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã khó, với trẻ mắc tâm bệnh lại càng khó gấp nhiều lần. Thế nên,
để có thể bám trụ với nghề, đòi hỏi tấm lòng, tình yêu vô bờ bến. Những giáo viên đặc biệt nơi đây luôn phải kiên trì, tỉ mỉ, kết hợp giáo dục cùng lời nói và hành động để điều chỉnh nhận thức, hành vi cho trẻ, giúp trẻ từng bước hình thành những phản xạ, kỹ năng cần có. Hôm nay các con bước vào học, các con không biết một gì cả, nhưng mà một tháng sau các con có một sự tiến bộ, dụ như là gọi, các con đã có thể quay lại hoặc là chạy đến ôm chầm đến của mình, và mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Các con có thể nói được, phát âm được một số âm bi bô, hoặc là gọi bà, gọi mẹ, hoặc là đơn giản chỉ là các con sau những buổi cuối giờ ấy, các con có thể biết lấy dép, lấy mũ để ra về, chào tạm biệt các cô. Đấy cũng là những niềm vui, niềm động lực lớn để các cô đến trường mỗi ngày. Như người mẹ thứ hai của trẻ, những cô giáo ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập có thể gắn bó, đồng hành cùng học trò của mình trong chặng đường rất dài của cuộc đời. Từng đặc điểm của trẻ, các cô đều nắm rõ, mỗi trẻ đều được xây dựng một giáo án riêng. Và mong mỏi nhất của những giáo viên đặc biệt này là nhận được sự phối hợp, đồng hành từ phía gia đình. Tất cả chúng tôi thì đấy là một cái điểm đam mê và muốn đem lại một cái điều gì đó tốt đẹp cho những em bé thiệt thòi. Tại vì là trong số chúng tôi ở đây thì cũng có những cô thì là phụ huynh đấy, hoặc là có những người thân, con cháu của mình bị những cái dấu hiệu như thế, cho nên là mong muốn là đem đến những cái gì mà mình có được để chia sẻ cho cộng đồng. Được chăm sóc bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu, đến nay đã có hơn 500 trẻ từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập có thể đi học tại trường lớp bình thường, tham gia các hoạt động tại trường học và cộng đồng như bạn bè cùng trang lứa. Sự mặc cảm khó khăn vì bệnh tật được xóa bỏ. Những giáo viên đặc biệt nơi đây đã mở ra một trang mới trong cuộc đời và một tương lai rộng mở cho các em. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ 9. Chiều nay, Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức giải bóng bàn lãnh đạo mở rộng và giao lưu chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giải bóng bàn lãnh đạo mở rộng có 60 vận động viên đến từ 5 câu lạc bộ trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung đôi nam với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giữa các câu lạc bộ. Mặc dù là giải đấu phong trào, nhưng các tay vợt không chuyên đã có nhiều đường bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ của người xem, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Hội Chăn nuôi và Thú y Thái Bình tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, Hội Chăn nuôi Thú y Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi thú y của tỉnh. Hội đã tổ chức 19 lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc gia cầm cho gần 800 học viên, 40 lớp tập huấn tuyên truyền cho trên 3.600 người về chăn nuôi an toàn sinh học và công tác vệ sinh thú y, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Nhiệm kỳ tới, hội chủ trương thành lập mới, kiện toàn đủ 8 trên 8 chi hội ở 8 huyện thành phố, tích cực phát triển, nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng các hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, để giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm tại xã Vũ Vinh, huyện Phú Thư. Chị Trần Thị Loan đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Petline ở khu công nghiệp Phúc Khánh, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã, gắn bó với công ty đã gần 14 năm, với đồng lương ít ỏi, một mình chị Loan phải nuôi mẹ già và con nhỏ. Cả gia đình sống trong căn nhà ngói chật chội đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Loan, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã trích kinh phí từ quỹ mái ấm công đoàn 40 triệu đồng để hỗ trợ. Không chỉ được hỗ trợ kinh phí từ quỹ mái ấm công đoàn, gia đình chị Loan còn được lãnh đạo công ty hỗ trợ 20 triệu đồng, công đoàn cơ sở kêu gọi quyên góp từ đồng nghiệp được 7,7 triệu đồng và họ hàng giúp đỡ chị Loan để xây lại ngôi nhà. Thưa quý vị, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài. Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư hạ tầng đã tập trung nguồn vốn để nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm đưa các cụm công nghiệp đi vào hoạt động.
ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cụm công nghiệp ở huyện Quỳnh Phụ. Cụm công nghiệp Quý Ninh theo quy hoạch có tổng diện tích 75 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Capital Holding thực hiện xây dựng và kinh doanh hạ tầng với tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ hai giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 là 25,4 ha, còn lại là giai đoạn 2. Sau thời gian dài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tập trung hoàn thiện cơ bản các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án. Công ty đã hoàn thành quy trình san lấp trong giai đoạn 1. Cơ bản san lấp đường đã xong, khoảng 1 đến 2 tháng sẽ hoàn thiện bề mặt trên của đường. Hệ thống xử lý nước thải đã tiến hành xong hạng mục xây dựng. Hiện tại đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2022 với công suất 1.200 m khối một ngày đêm. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 5 cụm công nghiệp đã được quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 230 ha. Thì có 4 cụm công nghiệp gồm Quỳnh Côi, Quỳnh Giao, Đông Hải, Quý Ninh đã có chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng. Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường. Cụm công nghiệp Quỳnh Giao chúng tôi thì được bàn giao mặt bằng từ tháng 8 năm 2021. Thế thì sau khi được bàn giao mặt bằng thì chúng tôi triển khai xây dựng và hiện nay thì đến thời điểm này là đã đạt được 90% khối lượng rồi. Chỉ còn các cái hạng mục ví dụ như là lắp thiết bị cho khu xử lý nước thải và hoàn thiện các cái lớp mặt của đường giao thông thôi. Hiện tại thì cụm chúng tôi đã có 2 nhà đầu tư vào ký hợp đồng rồi. Và đến dự kiến đến tháng 12 là các nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các cái thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng. Thì ủy ban huyện đã chỉ đạo các cái nhà đầu tư hạ tầng vào các cụm công nghiệp để đẩy nhanh các cái tiến độ để thực hiện các cái thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp. Từ đầu năm đến nay thì huyện đã tập trung giải quyết xử lý được 14 cái dự án mà có cái khó khăn vướng mắc về các cái thủ tục đầu tư để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào sản xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công khai minh bạch quy hoạch, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cùng những định hướng thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, huyện Quỳnh Phụ đã và đang tạo ra môi trường đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư, tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang thông tin về văn hóa xã hội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh lần đầu tiên đã tổ chức triển lãm tranh của các học sinh. Nhưng điều đặc biệt tại triển lãm là các tranh tại đây chủ yếu là của một học sinh khuyết tật. Đã có rất nhiều họa sĩ trong tỉnh cùng khách mời là các thầy cô giáo đã nghỉ hưu. Gia đình các em học sinh đã rất xúc động có một cuộc triển lãm đặc biệt này. 30 bức tranh tại triển lãm, có 20 bức tranh là của em học sinh đặc biệt bị câm điếc bẩm sinh Lại Thanh Quang. Sau hơn một năm bắt đầu tiếp cận với hội họa thì em đã tỏa sáng và có nhiều bức tranh đã được đặt mua. Triển lãm là dịp để tri ân thầy cô và cũng là tôn vinh cái đẹp, lan tỏa tình yêu với hội họa. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật cũng đã trao giấy chứng nhận cho các em học sinh tham gia triển lãm. Với phương châm đoàn kết, phụng sự, tôn kính, thời gian qua, chi hội Thanh Đồng Đạo Quan huyện Vũ Thư đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ mẫu. Sáng nay, chi hội đã tổ chức lễ ra mắt và được công nhận là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa tâm linh. Chi hội Thanh Đồng Đạo Quan huyện Vũ Thư, tiền thân là Liên Chi hội Thanh Đồng Đạo Quan thành phố Thái Bình và Vũ Thư. Thời gian qua, các hội viên trong chi hội nghiêm túc thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gắn với đời sống tâm linh. Vũ Thư hiện có 71 di tích lịch sử văn hóa, 210 bản điện với trên 800 chư vị thanh đồng thủ nhang. Việc ra mắt chi hội Thanh Đồng Đạo Quan đã khẳng định những nỗ lực của chi hội trong việc đưa hoạt động tín ngưỡng thờ mẫu đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, đã được UNESCO công nhận thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt. Chuyển sang thông tin về y tế. Tổng hợp của CDC cho biết hôm nay Thái Bình không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Toàn tỉnh đang quản lý điều trị 10 ca F0, trong đó tại cơ sở thu dung bệnh viện 8 ca. Số ca quản lý điều trị tại nhà là 2 ca. Về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, các địa phương đã thực hiện được hơn 90% kế hoạch tiêm của đợt 5-6. Nâng tổng số mũi tiêm thực hiện đến nay là hơn 4.314.000 mũi tiêm.
Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã có 91,81% trẻ tiêm mũi 1 và hơn 67% trẻ tiêm đủ 2 mũi, thấp nhất là Vũ Thư 86,43%, mũi 2 Vũ Thư có tỷ lệ tiêm thấp nhất 60,27%. Đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 64,57%, Kiến Xương có tỷ lệ tiêm thấp nhất 47,06%. Đối với người trên 18 tuổi, mũi 3 đạt tỷ lệ 95,38%. Liên quan đến quốc phòng an ninh, thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc. Thời điểm này, tại huyện Kiến Xương đang thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong độ tuổi. Nhiều nam thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ với quyết tâm cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua tuổi 18 được vài tháng, nhận được thông tin địa phương có đợt tuyển quân, Vũ Văn Thành đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Với Thành, đây là ưu tiên đầu tiên trong số những kế hoạch lớn phải thực hiện khi đã đủ tuổi công dân. Từ trước giờ gia đình em là có truyền thống là ông và bố tham gia hoặc đã từng tham gia kháng chiến. Và từ khi em ngồi trên ghế nhà trường, em đã được học qua lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Từ đó em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để góp phần thúc đẩy xây dựng đất nước vững mạnh hơn. Thành chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân này tại huyện Kiến Xương. Năm 2023, 1.440 thanh niên trong độ tuổi tại 33 xã thị trấn của huyện Kiến Xương được nhận lệnh khám tuyển. Trong số này, có rất nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp đại học cao đẳng ra trường, có việc làm ổn định, đã rất nghiêm túc tham gia khám tuyển. Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ với một mong muốn là vừa rèn luyện bản thân, vừa đóng góp sức nhỏ của mình với quê hương, với Tổ quốc. Để công tác khám tuyển đạt được kết quả, ngay từ đầu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã triển khai đồng bộ chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật. Con em Vũ Hòa đi làm xa nhiều và hơn nữa là những trường hợp mà không đi làm ăn xa thì đi làm ở các cái công ty, các xí nghiệp. Chúng tôi cũng cương quyết là làm sao mà đôn đốc rồi là động viên đủ cái những thanh niên đủ điều kiện ấy, để người ta lên người ta sơ tuyển, khám tuyển. Trong cái thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để chỉ đạo để hoàn thành các cái chỉ tiêu mà tỉnh giao. Huyện Kiến Xương đang tiếp tục thực hiện tốt các bước khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân, phấn đấu kết thúc giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.